Thì hôm nay đó các bạn thấy đó, cho nói là hôm nay đó Huyền Quán à, thấy không, mình cho ăn thôi, nói giỡn chơi chứ hôm nay là mình hên đó, mình đi ăn rất hên, mà số cho hên thiệt, đi ăn mấy lần chỗ nào vậy, quán nó có mình cho quay cho nên nói chuyện dễ. Alo các bạn, cho đây cuộc sống của Cam Cali. Thì hôm nay cho có buổi đi làm ra, hôm nay làm mệt quá thì hôm nay tự nhiên cho thèm một cái món, cho đã order rồi thì tí nữa họ mang ra thì cho giới thiệu là cái món gì. Hôm nay tôi ăn ở quán Cô Ba Lú Sài Gòn. Cái quán này nó nằm ở trên đường Magnolia và đường Bô Sa. Thì hôm nay là cho vô cho ăn thử thì cho sẽ cho biết nha. Và có kêu thêm cái bún đậu mắm tôm và phá lấu. Thì giống như thì các bạn thấy đó, đây là khung cảnh của quán đó. Bạn thấy đó, quán hôm nay là có mình cho ăn thôi. Các bạn ơi, John đã order một phần bún đậu mắm tôm và một phần phá lấu với bánh mì. Các bạn thấy đó, nhìn rất là hấp dẫn và ngon. Đây là lần đầu tiên John ăn đó. Thì bây giờ là John sẽ mời các bạn ăn nha. Ok. Các bạn thấy đó, đây là mắm tôm này. Nó cái này mà không có cái này á, là phần này không ra cái gì, phải có cái này. Và có thịt heo, thịt luộc nè, bún nè và có rau. Còn đây á, là phá lấu ăn với bánh mì. Đó các bạn, thì bây giờ bảo cho thử nha. Xin mời các bạn coi nha. Thì thử cái này coi, xem ra sao. Đậu. Thì tiệm Cô Ba Lu này á, là cho mới nghe thấy là họ cũng mới sang lại với các bạn ơi. Hồi xưa là một cái quán khác thì cái quán này họ mới sang lại. Thì cho cũng coi trên mạng cho thấy thì ghé qua ủng hộ bà con mình. Đó. Thì cho nó nói là hôm nay là cho lại hên một lần nữa là cả quán vậy. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, em bây giờ em mới ăn đây. Dạ, thì hôm nay là thêm một lần nữa là cả quán có mình cho ngồi rồi đó. Em ơn chị. Dạ vâng. Thì đợi bên đây. Dạ. Em mới thôi. Cuộc sống quận Cam Cali. Cuộc sống quận Cam Cali. Dạ. Cảm ơn chị. Thì đó bây giờ cho thử ăn nha. Thì cho mới ăn thì một vài miếng đầu thì chưa biết được các bạn ơi. Các bạn cái chả mềm ngon. Đậu á, thì họ chiên, họ vừa chiên xong nó rất là giòn và mềm, mà hên không này, cái này không phải là đậu, không phải là đậu thúi, mà đậu thúi Việt Nam bình thường mình đỡ quá không có thúi. Ăn miếng đậu nha. Thì một phần này
Các bạn thấy đó, John vừa order là có 15 đồng 99, 1599 đó. Thì nhất là John thấy nhất là vừa túi tiền cho mọi người. Hả? Phần này nó có đầy đủ hết. Các bạn thấy đó, nó có rau, có chả nè, có thịt luộc nè, đậu hũ nè, bún nè. Đúng rồi. Nãy cho có rửa tay rồi, cẩn thận rồi, sanitize sạch sẽ rồi cho nên không sao hết. Mà có rau, đủ loại thứ rau hết. Có đầy đủ hết, mà có dưa leo nữa các bạn. Thì cho thấy là cái giá tiền đầu tiên là phải chăng mà vừa túi tiền của mọi người, nó không mắc lắm. Quán không cần ăn đó, các bạn thấy đó, để cho đứng lên cho con. Quán không cần ăn thì rất là sang, rất là professional đó các bạn. Đó. Các bạn thấy đó. Quán này á, theo con nghĩ khoảng chừng chừng 50-60 người á các bạn, 50-60 người ngồi đó. Đó, cho nên thoải mái, mát mẻ và thoáng mát lắm đó. Cho có mời một người bạn ra ăn chung cho nó ngon thử. Em thử xem cái này sao. Yeah, em rất là thích món phá lấu. Phá lấu là món em thích, cho nên em đã gọi một phần bánh mì phá lấu. Bánh mì phá lấu này gồm có bánh mì, một bánh mì còn nóng, nóng hổi luôn, vừa thổi vừa ăn. Một tô phá lấu cũng rất là nhiều nha. Cái này một người ăn không hết đâu, chắc phải là chia làm đôi á, với một cái nước chấm. Mình ăn rất là nhiều cái tiệm phá lấu ở đây rồi, thậm chí là đến nhà những người nấu tại nhà để order, để thử cái phá lấu này coi ngon không nha. Bánh mì thì còn rất là nóng, giống như mới nướng ra vậy đó, rất là mềm, nhưng mà ruột nó rất là đặc, thấy một điểm cộng rồi đó. Rất là giòn các bạn ơi, rất là mềm, ăn rất là giòn, mới đem từ trong lò ra, đập mình nhớ tới bánh mì Sài Gòn lúc còn ở Việt Nam hồi 20 năm về trước. Phá lấu ở trong đây thì thấy có đủ loại hết, có ruột, có gan, nói chung là có đủ thứ hết, để mình thử coi ngon không nha. Có mùi thơm, thơm mùi phá lấu mà nghe giống như một cà ri, nhưng mà nó có giòn giòn, độ dai vừa phải chứ không có mềm lắm. Cái này mình nghĩ phải chấm với cái nước chấm á, nó mới ngon. Để mình thử miếng nha. Độ béo vừa phải và độ mặn vừa phải. Nói chung là hôm nay rất là no. Anh cho anh Vũ đi ăn nhưng mà cũng thấy rất là ngon. Một lần nữa nha. Quán này là quán Koba Lu Sài Gòn. Họ có rất là nhiều. Nói chung lại là đủ các món ăn chơi hết. Ăn chơi đó. Có hủ tiếu, mì, bún, bánh canh, cơm, bò né, phá lấu đầy đủ hết rồi đó. Thì cho nói đó, chỗ nào mà quán mới mới đó thì cho hay ghé qua ủng hộ. Thì các bạn trong quận Cam mình hoặc là có người khách ở phương xa về đây ghé qua đây, quan cảnh ở ngoài cho nó một cái view rất là đẹp đó các bạn. Mình ăn, mình enjoy, mình relax. Và quán thì rất là không khí thoải mái, good. Đó các bạn, nhớ nhớ ghé qua. Đặc biệt ở đây hình như là có hát karaoke nữa đó nha. Tới là hát được karaoke đó, yêu cầu. Nhưng mà hát karaoke phải hát hay mới được á. Tại vì khách hàng người ta ăn á, hát dở quá, bỏ chạy hết đó.
cảm giác hay thì ủng hộ thêm. Sợ họ vừa ăn hát dở quá, họ vừa ăn vừa ói chết. Đỡ nghe có người nói cho mình ăn suốt từ đấy, các bạn thấy cho ăn không? Ăn rau ghê hồn luôn, ngồi cúp cúp rau quá trời luôn, ăn rau cho nó tốt nhuận trường. Rau tốt quá nhuận trường các bạn ạ, nhớ nha. Ăn rau, ăn rau bổ gì anh cho anh? Rau nhuận trường đi dễ. Các bạn nhớ nhá, nếu mà ai có ở gần quận Cam mình á, ủng hộ Nhân Ái Pharmacy nữa nha. Ủng hộ Nhân Ái Pharmacy và nhớ ăn rau đầy đủ, uống nước đầy đủ mỗi ngày. Trọng là mấy cái này ăn vô mình đi ủng hộ mấy cái quán gần cái nhà thuốc tây của mình, cũng như là giới thiệu những cái món ăn mà đang những cái tuổi trẻ như anh và anh cho nó rất là thích. Phá lấu, bún đậu mắm tôm, những cái món mà có thể nói là rất là hot ở cái khu này, có rất là nhiều lựa chọn, rất là nhiều nhà hàng ở quận Cam. Anh và John cũng đi thử rất là nhiều. Mình ủng hộ những cái quán mới ra, những cái quán mới mở để coi những cái khác biệt có gì, cái vị nó có lạ so với những cái quán mà rất là nổi tiếng khu này không. Thì nói chung là service ở đây rất là tốt, nhà hàng rất là dễ thương. Cô chủ cũng như nhân viên rất là lịch sự. Các bạn nhớ ủng hộ nhà hàng Cô Ba Lu cũng như là kênh channel của Cuộc Sống Quận Cam Cali và nhà thuốc tây Nhân Ái Pharmacy. Ăn uống thì các bạn đã vừa nghe được á, anh Đào nói được á, ăn rau nhiều thì tốt, nhuận trường, đi nhiều thì tốt, đi vừa thôi nhiều quá thì chết á, cho nên nói chung lại là quận Cam mình, Cali mình rất là nhiều quán đó các bạn, nhiều lắm. Mình có khả năng mình ăn được thì cứ thử, cuộc sống mà các bạn tự được cứ thử, đúng không? Nhiều khi ăn được á thì nó muốn có chuyện đó, ăn được cứ thử, cứ thử ăn uống, ăn cái gì mà healthy thì mình ăn đó các bạn. Sau khi có tàu hũ nè mấy bạn, tàu hũ là một protein rất là tốt. Một protein nữa đó. Thì như cho nói đó, một đĩa bánh canh, một đĩa bún mắm đậu này bự lắm các bạn. Theo cho nghĩ là cái này á phải khoảng chừng 3 người ăn, giá cả ok, đồ ăn cũng ok. Đó, các bạn. Chỉ có một điều là anh chưa có dịp mà đi ăn nhiều những cái quán bún đậu mắm tôm ở Sài Gòn á, cũng nghe rất là nhiều về bún đậu. Thì giống như anh Đào nói là đi về Việt Nam, không? Cho nó chuẩn bị rồi. Powerball, Lotto đó đã chuẩn bị sẵn rồi. Này cũ rồi. Này cũ rồi. Nhưng mà nói chung lại là một tuần chuẩn bị để giàu đột sức của gì anh? Một tuần là cho cũng cũng mua. Nói chung là một tuần là cho cũng phải mất khoảng chừng 20 á, 20 đô á, mua sổ số á, đâu biết đâu. Cái đó là cũng một hình thức để ủng hộ kinh tế của tiểu bang Cali, mình có đóng góp vào trường học. Đúng rồi. Đường xá. Ủng hộ chứ, mình đi đâu mà phải ủng hộ chứ không? Hôm nay thì hơi bị nhiều đó, hai món có hai đứa nhưng mà ăn cũng dư đó, nhưng mà thôi kệ, vui là chính. Ăn xong rồi về tập thể dục và nhớ ủng hộ nha. Vui là chính. Dính là chui. Dính là chui. Dính là nuôi. Dính là nuôi. Người ta nói là các bạn ơi, ăn được, ngủ được, đầu tiên. Đó. Rồi ăn ngủ không được là gì? Là đi như bò. Ok, bây giờ đến phiên cho thử cái pha lấu. Giống như người ta nói đó, cho rất là dễ. Đây đâu?
có mắm tôm, toàn bộ pha lấu luôn, cho chơi luôn. Tại vì anh giỡn chơi chứ thôi, đâu có để là mình để riêng, bốc cái chén riêng. Thơm, có mùi. Vậy đó, thịt rất là mềm. Mềm như là giống như là bò phi lê đó. Mềm lắm, ngon, bùi. Nhưng mà anh cho biết nấu phá lấu phải không? Không, anh không biết nấu. Để bước rửa nồi, anh biết rửa đó. Rửa chén, biết rửa rồi. Ai nấu mình để rửa. Mình đi rửa chén đó. Không, thật sự cái phá lấu này á, cho thấy ok lắm các bạn. Hay là không biết là tại cho dễ nó thấy mềm và ngon. Đó. Cái thịt cũng rất là ngon. Yeah, cái thịt nó vừa, mềm. Nó vừa, nó không có dai mà cũng có mềm, mà nó có độ ngọt. Cái thịt thật đó, không biết chắc có luộc cái nước dừa quá. Không biết luộc cái gì mà nó ngọt ngọt. Ăn nó không có ngấy. Ăn với rau rất là ngon nha. Không còn chấm đậu, bún đậu, không có thịt, không chấm mắm cơm nó vẫn ngon. À, các bạn, thì John và anh Đào cũng ăn cũng sẽ xong rồi. À, một miếng này chấm với cái mắm tôm. Đó, tôm. Người ta ăn bún, người ta ăn bún đậu mắm tôm, người ta ăn thưởng thức đúng không? John ăn cũng giống như là ăn bún riêu vậy. Ăn để no chứ không phải là ăn lấy gia vị. Đó, đó ăn cho ngon. Anh ăn cho no, ăn cơm cài. Wow. Có nhiều người á, gì sống để mà ăn, đúng không? Đối với cho ăn để mà sống, như xưa cho nói ăn gì good, mình ăn, ăn để mình sống thôi, gì bổ, ngon. Cho thì sẽ trong cũng no lắm rồi đó. Tại vì hôm nay đi làm được. Người ta có cho mang đồ ăn cho ăn ở chỗ làm no quá rồi thì bây giờ cho phải cố gắng cho ăn hết, cố gắng ăn không được ói ra ăn tiếp cho nó giỡn chơi thôi, xin lỗi nha, cho vui thôi, giỡn không ăn hết mình tôi vô đó. Một lần nữa con cảm ơn các bạn thôi. Nhớ like và subscribe Cuộc Sống Cận Cam Kali. Cảm ơn các bạn. Bây giờ cũng là 8-9 giờ bên Kali rồi. Thì cảm chúc các bạn có một bữa ăn tối ngon và một giấc ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn sau nhé. Và nhớ like và subscribe Cuộc Sống Cận Cam Kali. Cảm ơn các bạn nha. Chào các bạn.